quan hệ song phương Việt Nam-Slovakia sẽ bị đóng băng cho đến khi Slovakia nhận được lời giải thích khả tín từ Hà Nội về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Slovakia Boris Grandel nói với hãng thông tấn nhà nước TASS hôm 19 tháng 10 trong một phản ứng trước lời kêu gọi của Đảng Tự do và Đoàn kết Đối lập SAS đòi phải trục xuất đại sứ Việt Nam. Theo lời phát ngôn viên Grandel, Bộ Ngoại giao Slovakia hiện vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Việt Nam sau cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ở New York gần đây. Slovakia là một quốc gia nghiêm túc và sẽ có hành động ngoại giao nghiêm khắc đối với Việt Nam ngay khi những nghi ngờ nghiêm trọng mà Việt Nam đang đối mặt được xác nhận đầy đủ và chính thức, TASS dẫn lời ông Grandel nói. Trước đó trong ngày, Đảng Tự do và Đoàn kết kêu gọi Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia trục xuất đại sứ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã trắng trợn lợi dụng Slovakia để bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh, sử dụng lãnh thổ của chúng ta và thậm chí cả máy bay của chính phủ Slovakia để vận chuyển ông ta. Dù chính phủ Việt Nam không thể giải thích làm thế nào mà Trịnh Xuân Thanh đi từ Đức về Việt Nam, nhưng đã có sự đánh lạc hướng một cách hệ thống cả chính phủ lẫn công chúng Slovakia thông qua đại sứ nước này trong lúc chối bỏ trách nhiệm trong vụ bắt cóc. Hãng thông tấn nhà nước dẫn lời nghị sĩ Martin Klus thuộc đảng SAS nói, truyền thông Slovakia cho biết vào đầu tháng này bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajak đã chất vấn Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông nói rằng những giải thích trước đây của Việt Nam về vụ này không thỏa đáng và cảnh báo Việt Nam về hậu quả của vụ này, đồng thời yêu cầu Hà Nội phải nhanh chóng làm rõ mọi nghi ngờ để khôi phục lòng tin lẫn nhau trong quan hệ song phương. Doanh nhân công chức nhà nước Trịnh Xuân Thanh bị tình báo Việt Nam bắt cóc tại Đức vào tháng 7 năm ngoái, trong lúc đang xin tị nạn tại Đức. Các nhà điều tra sau đó phát hiện ông Thanh đã được chở đến Slovakia và đã được đưa lên chiếc chuyên cơ mà chính phủ Slovakia cho phái đoàn quan chức cấp cao Việt Nam mượn, rồi từ đó bay sang Nga và về Việt Nam.